Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng lúc 18 giờ trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bộ Y tế đề xuất cho phép nhà thuốc được kê đơn thuốc Monopiravir điều trị COVID-19. Người Việt từ Ukraine về sân bay Nội Bài không cần test COVID-19. F0 tăng nhanh, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường. Trong quý 1 năm 2022, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ khả quan với sự hồi phục nhanh. Theo Bộ Y tế, việc hiện có quy định chặt chẽ là do Monopiravir là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí, có thể giao các địa phương, cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc Monopiravir đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, theo quy định để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của đơn vị. Trường hợp người dân tự mua thuốc, tự chi trả cho cơ sở được bán lẻ thuốc như nhà thuốc, hiệu thuốc, thì người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng virus. Về quy định kê đơn cho bệnh nhân mắc COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ, người được kê đơn tại quầy thuốc, nhà thuốc cần có xác nhận từ cơ sở y tế, bao gồm cơ sở xét nghiệm, cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, có dương tính với SARS-CoV-2, kể cả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh, hoặc người bệnh tự quay clip quá trình thực hiện test kháng thể tại nhà, gửi cho người phụ trách chuyên môn của nhà thuốc, quầy thuốc để chứng minh kết quả test dương tính. Hướng dẫn cũng đề xuất, người phụ trách chuyên môn về dược tại các cơ sở bán lẻ thuốc, căn cứ vào kết quả xét nghiệm, xác định được ít nhất một nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân. Người mua thuốc hoặc bệnh nhân phải ký một bản cam kết, trong đó có các thông tin về người bệnh, ngày test, kết quả test, việc sử dụng thuốc theo mẫu, kèm theo bản sao chứng minh thư của người bệnh. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết năng lực sản xuất thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 của 3 đơn vị trong nước đã được cấp phép, tổng cộng có thể đạt tới 280 triệu viên một tháng, tương ứng với 11 liệu trình một tháng. Ngoài ra, thì Cục Quản lý Dược cũng vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược đã đề nghị các sở y tế địa phương chủ động, khẩn trương triển khai, phối hợp, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 976 về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị COVID-19, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố, tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ để chuyển sang cơ quan công an xử lý theo quy định. Bộ Y tế vừa xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Trong đề xuất vừa gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế đề nghị người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAM trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi, trước khi xuất cảnh về Việt Nam. Trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác của địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định. Đề xuất của Bộ Y tế cũng nêu rõ trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm COVID-19 đều được tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ và người thân. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phòng chống dịch COVID-19 cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước đó lên các chuyến bay vận chuyển về Việt Nam nhập cảnh tại Hà Nội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 2046 gửi các đơn vị, cơ quan trực thuộc yêu cầu đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, phương pháp đã được Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế, nhất là nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn này, tránh tư tưởng ai cũng sẽ là F0, yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K tại các cơ quan đơn vị, công trường, tổ chức ăn uống theo ca, hạn chế tập trung đông người. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, đường sắt Việt Nam tiếp tục rà soát và đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện các quy định về tổ chức hoạt động vận tải thuộc lĩnh vực mà mình quản lý. Sở Y tế thành phố Hà Nội đã giao CDC là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá mức độ lây nhiễm trên toàn thành phố về biến chủng Omicron. Theo Sở Y tế thành phố Hà Nội, qua báo cáo thống kê Bộ Y tế, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây ở các tỉnh thành phố, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, biến thể này thay thế dần biến thể Delta. Tại Hà Nội, biến thể Omicron ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó BA2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. Điều đáng nói, biến thể phụ BA2 lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA1 và khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA1 khoảng 30%. Sở Y tế Hà Nội đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC là đầu mối phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các đơn vị có khả năng giải trình tự gen với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc, giải trình tự gen các ca COVID-19, từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14 giờ ngày 7 tháng 3 cho biết, cả nước đã tiêm gần 198 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 6 tháng 3, cả nước tiêm 338.819 liều vaccine. Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, tính đến thời điểm này là 180.547.272 liều. Đến nay đã có 62 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%. Về số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.024.262 liều, trong đó mũi 1 là 8.741.252 liều và mũi 2 là 8.283.010 liều. Hiện số ca mắc COVID-19 trong trường học liên tục gia tăng. Nhiều địa phương trên cả nước đã điều chỉnh lịch học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 7 tháng 3. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có văn bản giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học phù hợp và linh hoạt trong thời kỳ bình thường mới. Vì vậy, khi trong một lớp có số học sinh là F0, F1 chiếm từ 50% trở lên, hiệu trưởng các trường phải linh hoạt chuyển sang hình thức dạy học online cho lớp đó. Tại Hà Nội, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh, bắt đầu từ ngày 7 tháng 3, sẽ có thêm hơn 300 trường học trên địa bàn thành phố sẽ chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn do các trường này nằm trong vùng dịch cấp độ 3, vùng cam. Tại Bạc Liêu, đối với cấp bậc học mầm non, tỉnh Bạc Liêu cho trẻ dừng đến trường từ ngày 7 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại nhà. Đối với cấp tiểu học, học sinh dừng đến trường từ ngày 7 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình và các hình thức khác. Tại Đồng Nai, học sinh tại một số xã thuộc huyện Trảng Bom tạm dừng đến trường do nằm trong vùng dịch cấp độ 3. Thành phố Buôn Ma Thuột cũng cho học sinh lớp 9 và lớp 12 chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước mới đây đã ra văn bản điều chỉnh việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non ở cấp độ 2 vùng vàng, cấp độ 3 vùng cam và cấp độ 4 vùng đỏ không đón trẻ đến trường. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 7. Do thời gian kết thúc của năm học, một số lớp 12 ở một số địa phương có thể phải kéo dài đến hết tháng 6.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kế hoạch ban đầu, Cục Quản lý Chất lượng dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, do diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp tại một số địa phương, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi tới các sở giáo dục và đào tạo, trong đó cho phép riêng đối với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021-2022 trước ngày 30 tháng 6. Đối với những địa phương không thể hoàn thành năm học trước ngày 30 tháng 6 vì lý do bất khả kháng, cần kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Do đó, thời gian kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7. Chuyển sang phần tin tức kinh tế. Mới đây, tại phiên họp thường kỳ quý 4 năm 2021 của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng nguồn vốn tín dụng đã đạt 256.324 tỷ đồng, tăng 22.779 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng và chính sách đạt 247.970 tỷ đồng, tăng 21.773 tỷ đồng, tương đương với 9,6% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỷ đồng, tăng 15.527 tỷ đồng, tương đương với 8% so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến Thông tin Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê cho biết, tình hình kinh tế xã hội trong 2 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành, địa phương đều trong xu hướng hồi phục và tăng trưởng trở lại thông qua thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh. Trên thị trường, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, CPI bình quân 2 tháng tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 0,67%. Thời gian qua, các giải pháp chính sách điều hành của chính phủ đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp vào khả năng phục hồi, phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới. Trong quý 2 năm 2022, nhiều địa phương sẽ triển khai các gói đầu tư công năm 2022 hay 3 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 chậm tiến độ là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ, có nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có dự kiến tiến độ triển khai các chương trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, với lĩnh vực đầu tư công, ngay trong quý 2 năm 2022, tức cuối tháng 4 đầu tháng 5, các địa phương có thể triển khai các dự án, các gói đầu tư. Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm. Theo thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, đến nay 10 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đang triển khai thi công xây dựng, lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay đạt khoảng 29,7% giá trị các hợp đồng. Tuy nhiên, có 3 dự án cao tốc đoạn Cam Lộ La Sơn, sản lượng thi công đạt khoảng 77,6%, chậm khoảng 0,54% so với kế hoạch điều chỉnh. Vĩnh Hảo Phan Thiết đạt 24,9% tiến độ thi công, chậm 8,2% so với kế hoạch. Diễn Châu Bãi Vọt đầu tư theo hình thức đối tác công tư, sản lượng thi công rất thấp, chậm 6,93% so với kế hoạch. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 964 gửi Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch. Theo đó, hiện nay Bộ Công Thương đang rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch, kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính tới tháng 2 năm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng lúc 18 giờ trên kênh truyền hình SCTV8 VITV. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Doanh nghiệp cần cân nhắc việc đưa rau quả tươi lên các cửa khẩu Lạng Sơn. Nhà đầu tư ngoại liên tục rót vốn, kỳ vọng Việt Nam trở thành trung tâm logistics của toàn cầu. Giá xăng dầu tác động đến đời sống của người dân.
Từ ngày 6 tháng 3, sau khi hết hạn thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu Lạng Sơn, lượng trái cây tươi đã đưa lên cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu sẽ càng ngày tăng lên. Tuy nhiên, thì với năng lực thông quan chưa được cải thiện, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp cân nhắc tạm dừng việc đưa rau quả tươi lên các cửa khẩu Lạng Sơn trong thời điểm hiện nay. Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, việc Nga bị áp dụng các biện pháp trừng phạt về tài chính sẽ ảnh hưởng nhiều đến thương mại song phương Việt-Nga, chủ yếu ở các khâu thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu sử dụng đồng euro và đô la Mỹ. Năm 2021, xuất khẩu điều sang Nga đạt 60,359 triệu đô la Mỹ. Tuy không lớn, nhưng khi Nga bị cấm vận thì chắc chắn hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường này sẽ bị ảnh hưởng và có thể bị mất thị phần. Hiệp hội cũng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ không dám giao thương với phía Nga. Nếu bán hàng không được thanh toán thì sẽ rất nguy cơ. Trong điều kiện thanh toán bình thường mà đối tác Nga đã không chắc chắn, theo đó là lệnh hạn chế tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế sẽ càng khó khăn hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang thực hiện một số giải pháp để gỡ nút thắt thúc đẩy xuất khẩu nông sản và thị trường Trung Quốc. Báo cáo mới đây cho thấy, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 260 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xác định đây là một thị trường quan trọng, đòi hỏi từ nông dân đến doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc lệnh 249-248 trước khi đưa hàng lên cửa khẩu xuất sang Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã giao Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp ra thông tư chỉ đạo một cách toàn diện triệt để những địa phương nào, những sản phẩm nào đạt tiêu chí 249-248 thì mới đưa đi xuất khẩu. Thứ hai là đàm phán đẩy nhanh tiến độ để sản phẩm của Việt Nam đạt tiêu chí và chính ngạch xuất sang Trung Quốc, triển khai nhiều thị trường để giảm áp lực với thị trường Trung Quốc và Việt Nam thu lại được giá trị lớn hơn.